Vậy là như những cái thông tin ở những cái video trước về con game Zenless Zone Zero của kênh Review Game, thì tựa game này sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam của chúng ta và có tiếng Việt, được Gamota đồng phát hành với HoYoZoVerse để mà phát hành cái tựa game này tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Đấy, nên là bắt buộc chúng ta phải phải có một cái nhà đồng phát hành em nhé. Không Gamota, không VNG, không Gazana thì đến VTC rồi là Fantap vân vân. Nhưng mà con game này thì đã được chính thức thuộc về tay của Gamota đồng phát hành. Cái đồng phát hành này thì Gamota nó chỉ có quyền về việc hỗ trợ cộng đồng với lại nạp game thôi, chứ còn những mọi cái quyền khác thì đều là của HoYoZoVerse hết. Đấy, thì vậy là chính thức 9 giờ sáng theo giờ Việt Nam của chúng ta, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2024, thì con game này sẽ được phát hành ở thị trường Việt Nam và có trên cái nền tảng PlayStation 5, trên PC, trên Android, trên iOS anh em nhé. Đấy, nó có đa nền tảng cho anh có thể là trải nghiệm rất là dễ dàng và đơn giản. Mình thì khá là hóng đợi ở bên PC. Mình thì thường cày những cái dòng game đồ họa mạnh như này thì mình sẽ để chạy ở trên trên PC anh em nhé. Client chính thống của con game là trên PC chứ không phải là chơi trên giả lập. Anh em muốn tìm ngay một giả lập cực ngon, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay dưới phần mô tả của video này để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực kỳ nhẹ, cực kỳ mượt, cài đặt cực kỳ nhanh chóng và đơn giản. Click và tải ngay anh em nhé. Thì con game này nó là một dạng game nhịp vai hành động. Đấy, chặt chém rất là đã tay, rất là sướng đời anh em nhé. Nó không phải là một dạng game thế giới mở đâu anh em. Đấy, nó là một dạng game nhịp vai hành động, chặt chém. Đấy, nó giống như những cái con game vừa rồi phát hành ở thị trường quốc tế, Solo Leveling. Đấy, rồi là những cái tựa game như kiểu là One Punch Man War đấy, nó tương tự kiểu như vậy. Vì thế thì cái con game này nó giải đố khá là cao, nó nhiều những cái hoạt động, nó nhiều những cái sự kiện, và con game này phải lưu ý là nó sẽ tốn thời gian đây anh em nhé. Nó tốn không kém gì các cái tựa game thế giới mở đâu anh em ạ, nên là anh em xác định dần để cho mình. Và cái video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa ra những cái thứ mà anh em cần phải chuẩn bị trước để mà 9 giờ sáng theo giờ Việt Nam của chúng ta ngày mùng 4 tháng 7 năm 2024 thì chúng ta có thể là trải nghiệm con game này một cách nó dễ dàng và đơn giản nhất. Cái đầu tiên là anh em sẽ cần cho mình một cái mạng mạnh để có thể là tải cái data trước một con game này. Chắc chắn là trước ngày mùng 4 tháng 7 thì Gamota sẽ tải cái con game này lên Set Play và Apple Store và trên các cái chợ khác để mà bắt đầu chúng ta có thể là tải mày về máy trước để mà chờ ngày mùng 4 tháng 7 ra mắt chính thức em nhé. Thì nó sẽ có một cái dung lượng cũng cao cao đấy chứ không phải là thấp đâu. Nên là anh em cứ xác định trước là phải có một cái mạng mạnh và một cái con máy nó phải khỏe một xíu, chứ cái con game này thì nó không phải là một con game kiểu dành cho những cái dòng máy tầm yếu hay là những cái dòng máy kiểu là tầm trung quá, nó phải cận cận tầm cao cao một xíu thì trải nghiệm nó mới sướng được em ạ. Còn những cái dòng máy tầm trung thì chúng ta cũng có thể là giảm cái đồ họa xuống để trải nghiệm con game này. Đấy, thì cái đầu tiên là chúng ta cần phải có một con máy dung lượng đủ và một con máy cấu hình tầm cận cận cao trở lên anh em nhé. Dung lượng của con game này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video để em có thể là update để mà đưa ra cái cấu hình và cái dung lượng tải cho nó phù hợp nhất. Ở đây thì mình sẽ đưa ra luôn cái cấu hình ở trên các cái thiết bị PC, Android và iOS anh em nhé. Đầu tiên là mình sẽ ra ở trên PC trước đi. PC thì cái cấu hình tối thiểu là nó sẽ cần Win 10 trở lên anh em nhé. CPU thì nó sẽ cần những cái con chip i5 Gen 7 đấy trở lên. RAM thì cần 8GB trở lên và cái GPU của nó thì nó sẽ cần những cái con card đồ họa là Nvidia GeForce GTX 970 trở lên anh em nhé. Và cái bộ nhớ lưu trữ của nó là khoảng tầm 40GB trở lên. Đấy, đấy là trên PC. Android thì chúng ta sẽ cần những cái con chip Snapdragon 888 trở lên này, hoặc là Kirin 990, hoặc là Dimensity 1200 trở lên. RAM cần 8GB trở lên và Android sẽ là Android 11 trở lên anh em ạ. Dung lượng của nó cần sẽ là 15GB lưu trữ anh em nhé. Đó là trên Android. Sang iOS thì nó sẽ cần những cái con iPhone từ XS trở lên để có thể là chơi được, hoặc là những cái con iPad A12 trở lên. Đấy, thì có thể là chơi được em nhé. RAM cần tạ 4GB trở lên. RAM gần 4GB trở lên và nó cần cái iOS là 14 trở lên. Dung lượng thì nó cần dư là 17GB trở lên anh em ạ. Đấy, thì đó là cái cấu hình trên PC, Android và iOS. Em có thể là tham khảo để mà tìm hiểu cái thông tin về cái thiết bị của anh em và đưa ra sự lựa chọn xem nó có phù hợp hay không để mà chơi con game trên những thiết bị đó em nhé. Cái thứ hai là con game này thì nó khá là thuần về gacha.
Nên là những anh em nào nghiện gacha thì anh em có thể là chuẩn bị cho mình trước vấn đề về tiền nong cho nó ok. Thường thì những cái con game này ra mắt thì nó sẽ có nhiều những cái ưu đãi, nhiều những cái sự kiện nạp nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là có được nhiều những cái vật phẩm trong game. Đấy, thì chúng ta có thể là có nghĩa là con game này sẽ được Gamota đồng phát hành ở Việt Nam chúng ta, nên em có thể là nạp qua bất cứ những cái tiền tệ nào mà Gamota nó hỗ trợ. Chúng ta có thể là nạp qua ZaloPay, Momo, vân vân, các cái ví điện tử, rồi là những cái thẻ Gamota, những cái thẻ mà Gamota nó hỗ trợ thì chúng ta có thể là đều vào nạp vào được con game Generation Zero này. Anh em đã quá chán nản với cái tình trạng ping cao đỏ ngòm khi mà chơi các cái tựa game ở trên PC hay mobile, anh em hãy tải ngay Gear Porter, ứng dụng giảm ping tốt nhất 2024 cho tất cả các cái game hiện tại trên Android, trên PC và trên iOS. Hãy tải ngay bằng link dưới phần mô tả của video này nhé. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cần phải vào một cái group game. Đương nhiên là khi mà chúng ta chơi một con game gacha thì cái vấn đề gacha nó là một cái vấn đề quyết định khá là nhiều đến cái việc mà anh em có chơi con ác đó hay không. Nên là để những anh em nào mà không muốn mất thời gian nhiều ở phần gacha thì có thể là lên cái group game để mà mua bán trao đổi những cái con ác mà anh em cần để mà chơi con game anh em nhé. Ở trên cái group mà mình đã tạo ra với cái tên đó là Generation Zero Việt Nam Group Official mua bán và trao đổi, thì ở đây ngoài cái việc mà trao đổi mua bán ác thì anh em có thể là chia sẻ những cái kinh nghiệm game chơi game. Những anh em nào mà trước đó đã chơi những cái bản test của con game Generation Zero này thì có thể là lên đây chia sẻ hướng dẫn anh em cách chơi con game này, và nó sẽ kết hợp thêm cả cái yếu tố là mua bán trao đổi ác nữa, nên là nó sẽ rất là tiện lợi cho những anh em nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn về con game Generation Zero này. Đấy, thì anh em có thể là truy cập vào cái link đó là facebook.com/group, đấy, sau đó thì /game/ZZZ0 em nhé. Hoặc em có thể là click ngay link dưới phần mô tả của video thì nó sẽ có một cái link truy cập vào cái group của tựa game Generation Zero Việt Nam này. Đấy, nhớ là những anh em nào mà đã chơi cái bản test trước đó thì chia sẻ kinh nghiệm chơi ở trên group này giúp mình nhé, để mà chúng ta có thể là tăng cái tương tác. Và một cái group mạnh thì sẽ giúp anh em và giúp cái con game phát triển lâu dài, đặc biệt là ở thị trường Việt Nam của chúng ta. Đấy, một group mà hoạt động sôi nổi thì con game đó chắc chắn sẽ rất là hot anh em nhé.